Chúng tôi là tiến sĩ Nguyễn Phúc Thanh Lan và tiến sĩ Ngô Dũng cùng chương trình Đời Vẫn Đẹp. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Chương trình Đời Vẫn Đẹp đến với quý vị khán thính giả của Đài Việt TV và Việt Radio vào mỗi thứ Tư, một buổi chiều lúc 4 giờ nhằm phục vụ cho tất cả các quý vị đồng hương gốc Việt khắp nơi, góp hầu giúp quý vị có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn, yêu đời hơn, và nhất là sẽ xây dựng được một tinh thần vững mạnh để cho chúng ta cùng bước qua cái khó khăn của cơn đại dịch COVID-19. Ngày hôm nay chúng tôi xin mời tiến sĩ Ngô Dũng lên tiếng, và tiến sĩ Ngô Dũng sẽ là người host của chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin mời tiến sĩ Ngô Dũng. Xin cảm ơn chị Anh Lan, tiến sĩ Anh Lan, và xin thân ái chào tất cả quý khán thính giả. Chớp mắt mà chúng ta đã đương đầu với cái cơn đại dịch này đã hơn 2 tháng rưỡi rồi. Thì lúc nào mà chúng tôi làm việc chung với nhau với chị Anh Lan thì cái câu đầu tiên cũng phải hỏi là chị Anh Lan có khỏe không? Dạ vâng, dạ, rất là khỏe thưa anh, và cũng thấy là thời tiết nó thay đổi, mùa xuân hoa lá nở khắp nơi. Thành ra trong lòng mình cũng cảm thấy rất là an ủi, dù là mình cũng không có đi đâu nhiều. Nhưng mà cũng thời tiết rất là tốt đẹp ở Houston và làm chúng tôi cũng cảm thấy rất là hàm ân cho Thượng Đế cho mình được một cái thời tiết tốt đẹp, và ít ra là thành phố chúng ta cũng chưa có đến nỗi nào, phải không anh Dũng? Vâng, ở dưới Corpus Christi chúng tôi thì thời tiết hôm nay cũng nóng lắm, cũng lên tới 95 độ, mà ở ngoài trời thì rất là hầm. Thành thử ra cũng vì cái cơn đại dịch này mà mình vẫn có thể làm việc với nhau, tuy rằng mỗi người một nơi, thì đó cũng là một cái ơn lành mà chúng ta cũng cần phải chú ý trong đời sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta được hưởng những cái ơn lành tuy rằng rất là nhỏ, nhưng mà nó lại là những cái ơn mà rất là nhiều người khác không có được trong đời sống của chúng ta. Thì ngày hôm nay cái chương trình mà chúng tôi soạn để chia sẻ với quý vị về cái đề tài lòng biết ơn, lòng tự trọng, cũng như là làm sao để cho chúng ta nhìn cuộc đời, nhìn biết yêu thương con người, chính bản thân mình và yêu thương những người khác. Thì chúng tôi xin nhắc lại, đã một vài lần chúng tôi đã nói về cái đề tài gọi là lăng kính của cuộc đời. Thì lăng kính, như là những lần trước chúng tôi đã trình bày, nó là một cái nhìn về con người chúng ta, về cá nhân chúng ta, cái ánh nhìn về cuộc đời, về cuộc sống, về những cái sự kiện nó xảy ra trong cuộc sống. Mà một khi chúng ta, mỗi người chúng ta đều có một cái lăng kính đó. Cái lăng kính đó nó được xây dựng từ khi chúng ta còn rất bé, và nó phát triển theo thời gian, theo cái sự chuyển thành năm tháng trong cuộc sống của chúng ta. Như vậy cái lăng kính đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cảm xúc của chúng ta. Thí dụ như chúng ta khi có một cái sự kiện nó xảy ra trong cuộc đời, trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta nhìn cái sự kiện đó nó theo cái lăng kính nào thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái cảm xúc của chúng ta, đến cái emotion của chúng ta. Thí dụ như chúng ta gặp một cái chuyện gì đó trái ngang, buồn hay là vui, khi chúng ta nhìn cái sự kiện đó như thế nào thì nó sẽ làm cho chúng ta trùng xuống, buồn hơn hay là vui. Chúng tôi cho một cái thí dụ là chúng tôi có một người bạn, một người linh mục, một người linh hướng, một người anh em linh hướng cũng đã từng làm việc với nhau. Nhưng mà mới 2-3 ngày nay, người linh mục đó, người bạn đó đã qua đời vì COVID-19. Thì bây giờ theo cái lăng kính của một con người bình thường thì đây là một cái chuyện rất là đau khổ, bởi vì mình mất đi một người thân, một người bạn, một người linh hướng, một người anh em đã từng làm việc chung với mình, một người đã từng ngồi ăn uống với mình, mà bỗng thình lình cái cơn đại dịch này đến và đem cái người đó đi. Thì mình mất đi cái physical, tức là cái sự hiện hữu của cái người đó. Thì trong một cái khía cạnh tâm lý nào đó mình rất đau khổ, rất đau buồn. Nhưng ngược lại, nếu mà mình nhìn cái sự kiện đó bằng một cái lăng kính tôn giáo, bằng một cái niềm tin của Chúa Phục Sinh, Chúa Giêsu đến và chết đi để đem lại cái sự sống cho con người, thì trong cái niềm tin, trong cái lăng kính của niềm tin của tôi, thì tôi thấy đây cũng là
cái sự kiện mà Thiên Chúa đã an bài và cất Ngài về với Chúa trên nước thiên đàng, thì đó là cái lăng kính nó làm cho mình không có buồn bã, không có gọi là trùng xuống mà đi đến cái mức độ mà có thể là bị passion. Thì đó là một trong những cái thí dụ. Trong những ngày qua chúng ta coi TV, chúng ta nhìn thấy rất là nhiều trên TV về cái hiện tượng của kỳ thị chủng tộc, về những cái hình ảnh bạo loạn, về những cái hình ảnh mà đả thương những người cảnh sát, hoặc là giết người, hoặc là cướp bóc, đập phá những tài sản của những các cơ sở làm ăn. Thì khi chúng ta nhìn những cái sự kiện đó trong cuộc sống, chúng ta nhìn bằng cái lăng kính nào, thì chúng ta sẽ có một cái cảm xúc tương xứng với cái lăng kính đó. Thí dụ như chúng ta nhìn về cái vấn đề kỳ thị là một cái không thể chấp nhận, thì chúng ta sẽ có một cái sự tức giận. Hoặc là chúng ta nhìn thấy cái sự cướp bóc, thì chúng ta cảm thấy cái đó là cái điều bất công. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại, bình tĩnh, bình tâm nhìn lại những cái sự kiện nó xảy ra bằng một cái con mắt khách quan, bằng một cái lăng kính khách quan, chắc hẳn là chúng ta sẽ có được một cái sự cảm xúc nó bình tĩnh hơn. Thành thử ra ngày hôm nay là một chuyên gia về cái đề tài này, thì chúng tôi xin hỏi tiến sĩ Anh Lan lên là, chúng tôi được biết tiến sĩ Anh Lan đã bỏ công rất là nhiều để xây dựng hoặc là để theo đuổi một cái mô hình, nó gọi là cái mô hình Grace, trong đó nó có những cái phương pháp hoặc là phương thức để cho chúng ta tập sống, tập chuyển hóa cái lăng kính của mình trong đời sống, để chúng ta tìm lại được cái niềm vui hạnh phúc trong đời sống. Thì xin chị Anh Lan có thể nói sơ qua về cái mô hình mà chị đang theo đuổi. Dạ vâng, thưa anh Vũ và thưa tất cả quý vị khán thính giả. Thì thật ra mỗi một chúng ta chỉ có một đời để sống. Và nói là cái khoảng thời gian mình sống trên đất này nó nhiều, chứ thật ra không nhiều. Anh Vũ nói với không, như người bạn của anh đang ở trong, có lẽ là tuổi cũng chưa lớn lắm, nhưng mà khi Chúa gọi về thì cũng xa đi. Thành ra khi mà chúng ta sống cái cuộc sống mình có thể là ngắn ngủi, có thể là dài lắm đi chăng nữa thì cũng là 100 năm mà thôi. Làm thế nào để mà chúng ta có được một đời sống thật là tốt đẹp? Làm sao để cho những cái trải nghiệm của mình mỗi một ngày là một cái trải nghiệm tuyệt vời, dù cho cái cuộc sống nó có rất nhiều khó khăn? Và hiện nay thì chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Thì giống như tiến sĩ Dũng đã nói, cũng như tất cả quý vị đồng hương cũng đã thấy, là chúng ta vừa ở trong cơn đại dịch, rồi lại vừa có những cái chuyện mà vừa mới xảy ra trong vài tuần lễ vừa qua, làm chúng tôi nhìn cũng rất là đau lòng. Thì chúng tôi tự hỏi, nếu như mà mình sử dụng cái tư duy theo một Grace, thì có lẽ con người của mình thương yêu nhau nhiều hơn, mình sẽ có sự thông cảm nhiều hơn, mình thông cảm được cho những người mà không phải giống mình, và mình có cái sự tôn trọng. Là cái đề tài mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói, thì tư duy theo mô thức Grace là một cái cách tư duy để mà mình dựa trên năm giá trị. Thứ nhất là lòng biết ơn. Thì trong một số những cái talk show kỳ trước, chúng ta cũng đã nói qua việc thực hành lòng biết ơn, và mình có thêm một số những cái việc thực hành để giúp cho cuộc đời chúng ta nó hạnh phúc hơn. Thì từ cái giá trị của lòng biết ơn, nó dẫn đến cái giá trị thứ hai là giá trị của sự tôn trọng. Tôn trọng chính mình, tôn trọng người khác và tôn trọng thiên nhiên. Và từ cái sự tôn trọng và sự lòng biết ơn đó thì nó dẫn tới cái giá trị thứ ba là tinh thần trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm ở đây không phải chỉ là trách nhiệm đối với những cái việc mình nhận làm, mà là tinh thần trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Khi mình sống trên đời, mình muốn gì, mình là ai, và mình muốn có một cái gì đó để mà khi mình nhắm mắt xuôi tay thì cái việc mình muốn làm mình thực hiện được. Nhưng mà để làm được cái việc đó thì không phải là dễ. Làm chủ cuộc đời của mình là một trong những cái vấn nạn mà rất là nhiều người không có thực hiện được. Là vì sao? Vì là nó phải có lòng can đảm. Đó là cái giá trị thứ tư, gọi là lòng can đảm. Và cuối cùng là mình sống trên hành tinh này, mình không thể nào hiện hữu nếu mà không có toàn nhân loại hiện hữu. Và trên trái đất mình bây giờ là cũng gần 8 tỷ người. Không có mình thì không có 8 tỷ người. Nhưng mà không có 8 tỷ người thì không có mình. Cho nên nếu như mà mình thực tập được 5 cái giá trị này và chúng ta thực hành nó giống như là một hàng ngày đó,
thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều để mình tìm được, thứ nhất là mình sống tỉnh thức, mình tìm được sự bình an và hạnh phúc. Thì ngày hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ đi vào cái giá trị thứ hai, đó là giá trị của sự tôn trọng. Dạ vâng, cái lòng biết ơn tức là cái giá trị thứ nhất, thì tôi cũng xin chia sẻ lại cùng chị Anh Lan một chút xíu, là có rất là nhiều những cái cuộc nghiên cứu tâm lý học, họ đã nói rằng lòng biết ơn là một cái giá trị rất quan trọng trong đời sống của mình. Và hầu như khi nghiên cứu lại những người thành công, những người hạnh phúc nhất trong cuộc sống, thì họ đều nói rằng lòng biết ơn là cái giá trị mà họ đánh ở cái mức độ cao nhất. Thành thử ra trong văn hóa Việt Nam của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái lời khuyên dạy từ khi chúng ta còn đang bé về cái lòng biết ơn. Ví dụ như muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Hoặc là con ơi ghi nhớ câu này, công cha nghĩ mẹ, ơn thầy chớ quên. Từ bé chúng ta đã được dạy dỗ là phải có cái lòng biết ơn. Mà thật ra cái lòng biết ơn nó rất quan trọng, bởi vì nó là cái mối tương quan quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Một người đã làm ơn cho mình mà mình không nhớ, mà mình không để ý, thì cái đó nó gọi là vong ơn. Những người đó thì khó có thể kiếm được những người bạn mà có thể đi sát cánh với mình trong cuộc sống và tiếp tục giúp đỡ mình. Trở lại ngay trong gia đình của mình, khi chúng ta sống trong cái môi trường gia đình, người vợ, người chồng làm cho mình những cái công việc gì đó mà mình làm ngơ, mình ngoảnh mặt, mình không biết ơn. Ngay cả những đứa con của mình nó rửa xe cho mình không tỏ lòng biết ơn, thì đó là những cái thiếu sót trong đời sống. Mà thật ra thì anh Lan nói là cái lòng biết ơn, nếu chúng ta tập được cái lòng biết ơn đó thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ rất là giàu có. Giàu có ở đây không phải về tiền bạc, nhưng mà giàu có về những cái mối quan hệ quan trọng, nó làm cho đời sống mình được thăng hoa và được vui vẻ. Phải không thưa chị? Đã đúng, anh nói hoàn toàn đúng. Và cá nhân chúng tôi hiện giờ ở trong Học viện Công dân đang thực hành một đang có một cái khóa học về tư duy tham mưu thức quyết. Thì khi mà học về lòng biết ơn đó, thì chúng tôi có cái bài tập để cho các em làm mỗi một ngày đó, là các em phải ghi xuống 3 điều mà mình biết ơn. Điều gì cũng được hết, nhưng mà mình để ý, mình phải để ý để mình thu nhận những cái việc đó và mình ghi xuống. Thì khi mà các em tập như vậy trong khoảng một tuần lễ là đã bắt đầu có sự thay đổi, và có được em biết một cái câu mà tôi rất là cảm động. Mà tôi nghĩ là mình biết ơn ở đây, mình biết ơn những chuyện mà người ta làm ơn cho mình thì dễ rồi, phải không ạ? Thế nhưng mà mình cũng biết ơn luôn cả những cái thất bại của mình nữa, những cái điều mà nó bất như ý, nó không có mình muốn một đằng nó ra một nẻo, giống như cái cơn đại dịch này đâu có ai muốn đâu mà nó xảy ra. Thế nhưng mà nếu mà mình tìm kỹ là mình sẽ tìm thấy được những cái món quà mà Thượng Đế cho mình qua cái sự thử thách đó. Thì em mới viết một cái câu mà chúng tôi đọc, chúng tôi vô cùng cảm động. Em viết rằng là cảm ơn những người đã làm cho tôi thê thảm, cảm ơn những người đã đối xử với tôi rất tệ hại, cảm ơn những người đã dạy cho tôi bài học về con người có thể sống tới tận cùng như vậy. Thế nhưng cũng xin cảm ơn bởi vì quý vị đã dạy cho tôi để mà thực hành lòng thương yêu và thứ tha. Tức là em nhìn theo cái lăng kính của lòng biết ơn, thì em nghiệm ra rằng tất cả những cái trải nghiệm em học viên này của em mà có rất nhiều những đau khổ trong cuộc đời, gặp rất nhiều những cái tệ hại, những cái điều không tốt xảy ra cho em. Nhưng mà vì khi mà thực hành lòng biết ơn chính mình nữa. Tại vì thực ra đó, khi mà em vượt qua được thử thách, tức là chính mình đã vươn lên rồi, nhưng mà nhiều khi mình chỉ chú trọng cái chuyện người ta xem thường mình, người ta bạc đãi mình mà mình quên mất mình đã vượt qua được. Mình đến được ngày hôm nay đó là cả một món quà. Và khi em viết cái lời đó là em đã làm cho cái sự tự tôn trọng của mình nó tăng lên. Tại vì khi mình biết ơn chính mình đó, thì mình không thể nào mà không đi đến cái chữ thứ hai, tức là cái sự tôn trọng. Thành ra cái nhiều khi mình nghĩ là biết ơn ai cũng biết rồi, phải không ạ? Mình không có cần để ý, nhưng mà thực ra nếu chúng ta làm và chúng ta thực hiện hàng ngày, mình sẽ khám phá ra rất nhiều điều kỳ diệu. Thì chỉ một việc rất là đơn giản là thực hành lòng biết ơn. Dạ. Dạ, thành thời ra tuần trước có cái ông bạn, ông tỏ lòng biết ơn vì vợ ông bỏ ông. Và từ đó trở đi ông hạnh phúc hơn.
Nghĩa là trong một cái tác tính của lòng biết ơn thì lúc nào mình cũng có thể vui được, phải không ạ? Vâng, vậy thì xin chị trình bày thêm về cái giá trị thứ hai của cái mô hình Grace, đó là cái lòng tự trọng. Vâng, thì khi mà chúng ta thực hành lòng biết ơn, và trong lòng biết ơn á, ngoài cái việc mà biết ơn người khác, cái việc đầu tiên á là mình phải biết ơn chính mình. Tại vì như đã trình bày với anh Dũng trong một cái talk show trước á, để mà trở thành một con người như là chúng ta ngày hôm nay đó, là mình phải có biết một cái tác xuất là đến 1/400 ngàn tỷ, 1/400 ngàn tỷ để chúng ta hiện diện trên trái đất này. Cái đó là một cái từ còn khó hơn là chúng số nữa. Tại vì khi mà mình được làm một con người thì đó là cả một phước hạnh. Và khi mà mình biết ơn chính mình như vậy đó, thì mình sẽ đi dẫn đến cái sự thứ hai, đó là tôn trọng chính mình. Trong cái chữ tôn trọng đó, chúng tôi xin phép có thể dùng là chữ lễ, nhưng mà có lẽ chữ lễ mình có thể nhiều khi nó chưa có chính xác lắm, phải không ạ? Nhưng mà đại khái là cái sự tôn trọng mà thường ông bà mình xưa nói là chữ lễ, nhưng mà cái tôn trọng đầu tiên phải là tự trọng, phải là sự tôn trọng của chính mình. Tại vì nếu mà mình cũng không tôn trọng mình, làm sao mình expect người khác tôn trọng mình được, phải không ạ? Thành ra cái việc đầu tiên là mình phải tôn trọng chính mình, là tôn trọng. Và thứ hai là tôn trọng người khác. Và thứ ba là tôn trọng thiên nhiên. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn xoáy vô cái đề tài gọi là tự trọng. Thế nào là tự trọng? Mà nói một cách nôm na hơn, mà dễ hiểu hơn, tiếng Anh gọi là self-respect. Nhưng mà nôm na và mình dễ là tự yêu. Tức là tiếng Anh gọi là self-love. Đó, self-love là tự yêu. Thì anh Dũng nghĩ cái chữ tự yêu như thế nào? Dạ, trong cái lĩnh vực là một bác sĩ tâm lý học thì chúng tôi cũng mất khá nhiều thời gian để giúp cho bệnh nhân hiểu được thế nào là self-love, bởi vì họ phải biết yêu bản thân của họ thì họ mới thoát ra được cái sự khổ đau tinh thần trong lúc đó. Thành thử ra cái self-love đối với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng cái self-love này không phải là mình cho thể xác chúng ta, cho chúng ta những gì chúng ta thích. Không, chúng ta thích ăn hai cái đùi gà, một cái đùi dê, uống 5 chai bia, mấy ly rượu. Cái đó không phải là self-love. Self-love đối với cá nhân chúng tôi, tức là làm sao để mình chăm sóc bản thân của mình, chăm sóc cái sức khỏe toàn diện của mình về thể lý, về tinh thần, để giúp cho mình có một cái nghị lực để đi cho hết cái chặng đường, cái lữ hành trần thế, cái cõi tạm này. Thì cái self-love đó nó làm cho chúng ta phải yêu thương bản thân mình. Bởi vì chúng tôi vẫn cố gắng sống theo cái triết lý là chúng ta không thể cho người khác những gì chúng ta không có. Thành thử ra đó là nôm na, chúng tôi hiểu như vậy. Theo tiến sĩ Anh Lan thì như thế nào? Dạ, anh nói một cái điểm rất đúng, đó là tự yêu á, tôi tạm gọi dịch là tự yêu, tiếng Anh gọi là self-love. Mình tự yêu, nhưng mà cái chữ tự yêu nó không nói hết. Thì cái đầu tiên hết á, là mình phải biết mình là ai. Cái tự yêu này nó giống như anh Dũng, nó không phải là mình thỏa mãn những cái nhu cầu về xác thịt của mình, tức là mình tự yêu mình. Không phải như vậy. Tự yêu ở đây nó đi với tự chịu tự trọng, tức là mình phải biết cái giá trị của mình. Khi mà mình sinh ra đời á, mình là người unique, mình là duy nhất, không có ai giống mình hết á. Cái DNA của mình chỉ là một trong mấy 8 tỷ người, là mình chỉ có một mình là thôi. Thành ra mỗi một cá nhân con người khi mình sinh ra đời, dù là mình màu da gì, màu đen, màu trắng, màu vàng như chăng nữa, mình có què, mình có đuôi, mình có điếc, mình có bệnh, bất cứ một cái điều gì, mình có mập, có ốm, mỗi một người chúng ta đều có một cái giá trị duy nhất. Và cái giá trị đó không phải là do người khác ban phát, nó nằm ở trong người mình. Nhưng nếu mà mình không biết cách để mình đưa nó ra, và mình không ý được rằng mình là duy nhất và mình có cái giá trị chân thực nhất trong người mình, thì mình sẽ dễ dàng để cho người khác chà đạp lên mình. Và vì vậy cho nên đó, tiến sĩ David Newman, ông ấy là một chuyên viên về self love, ông đưa ra là có ba cái giai đoạn trong cái cuộc đời của một con người. Thì cái giai đoạn thứ nhất đó, là ông ấy nói là I am not enough, tức là tôi không có đủ khả năng đâu, tôi
tôi dở lắm, tôi không có thích làm cái này, tôi đúng với cái này là tôi không biết gì đâu, tôi là cái thứ bỏ đi, vân vân và vân vân. Tức là cái I am not enough đó, đó là dịch ra là như vậy. Cái thứ hai đó là I have enough, tức là khi đó đó qua một cái quá trình là mình không hài lòng về chính mình bực mình luôn luôn thấy mình là nhỏ bé, mình luôn luôn thấy mình là không có quan trọng, mình bị ngoài người chà đạp. Tới một lúc nào đó mình nói đủ rồi, tôi quyết định bây giờ là tôi đứng lên, tôi phải là có cái giá trị của tôi và tôi tự tôn trọng lấy chính tôi. Đó là giai đoạn thứ hai. Và giai đoạn thứ ba là I am enough. Đó, tất cả tôi không cần phải là có người khác phải khen tôi thì tôi mới cảm thấy tôi có giá trị. Tôi biết tôi có giá trị và tôi sử dụng cái giá trị đó để mà thăng tiến cái cuộc sống của tôi và tôi biết tôi muốn gì. Thành ra nó đi trở lại từ một cái câu là tôi là ai. Đó, tôi sống trên đời này để tôi làm việc gì và tôi muốn cái gì, để khi mà mình nhắm mắt xuôi tay mình biết là cái việc đó thực hành. Thành ra cái tự yêu này nó vô cùng quan trọng. Và nếu là quý vị phụ huynh á, thì cái việc mà quý vị hướng dẫn cho con em mình để mà các em nó tập cái self love này ngay từ bé và nó xây dựng, và đó là nó dẫn tới sự tự tin. Cả anh cũng phải, nếu như mà mình đi ra đường một cái nào lúc nào cũng I'm not enough thì làm sao mà mình có thể chống trả lại được những cái khó khăn. Đúng vậy, cái sự tự trọng của cái self love là chúng ta cần phải practice, chúng ta cần phải tập luyện, nó sẽ có, phải không thưa chị? Thì cái cách tập luyện đó chắc chắn chút xíu nữa chị Anh Lan sẽ chỉ cho chúng ta một vài những cái phương pháp để làm sao chúng ta có thể tập luyện để cho chúng ta có được một cái thái độ self love, tự yêu chính bản thân của mình. Nhưng mà nhìn kỹ lại trong cái trong cái triết học của Việt Nam mình đó, thì nó có cái chữ hiếu. Cái chữ hiếu mà ngày xưa thường thường mà chúng ta được dạy dỗ là các con phải có hiếu với cha mẹ, có nghĩa là phải nghe lời cha mẹ một cách tuyệt đối và rồi phụng dưỡng cha mẹ trong lúc cha mẹ tuổi già. Nhưng mà sau này khi chúng tôi nghiên cứu kỹ, đọc nhiều thì chúng tôi cũng có nghĩ ra hoặc là học thêm được một cái cách mà để cho chúng ta trả cái chữ hiếu cho cha mẹ, tức là trời đất và cha mẹ ban cho mình một cái sự sống, một cái thân thể. Nếu mà mình biết tự trọng, mình biết chăm sóc bản thân mình biết chăm sóc cuộc đời của mình biết yêu thương chính con người của mình, thì tôi nghĩ đó là một cái cách trả hiếu cho cha mẹ mà hay nhất, phải không thưa chị? Tuyệt vời, anh nói rất hay. Thì bây giờ chúng ta tạm ngưng chương trình trong giây lát và mình đến phần 2, chúng ta sẽ bàn vào một số những cái phương cách để mà chúng ta có thể xây dựng cái sự tự trọng và tự yêu thương mình.